Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá Heo Hơi ngày 6 tháng 3 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như Nam Bộ trước đây có giá heo hơi thấp nhất cả nước và kéo dài trong nhiều tháng thì trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng tăng trên diện rộng và đã đạt mức tương đương với các biển còn lại, thậm chí còn cao hơn so với cả các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc bởi trong ngày hôm nay, khu vực phía Nam nhiều nơi đã rải rác mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Phải kể đến các địa phương có xu hướng tăng ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay như khu vực Long An, Tiền Giang, Trà Vinh đều tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Khu Bình Dương ở khu miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ 1.000 đồng. Giá heo hơi tại khu vực Đồng Tháp và Đồng Nai trong ngày hôm nay ở mức cao nhất báo giá 58.000 đồng trên 1 kg. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất chăn nuôi trong cả nước 2 tháng đầu năm ổn định. Tình hình chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo, có diễn biến tích cực hơn bởi sau Tết là thời điểm các hộ chăn nuôi vào đàn nhiều. Bên cạnh đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam khác như khu vực Tiền Giang, Cà Mau hay Kiên Giang trong ngày hôm nay cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg, nhiều nơi báo giá lên đến 57.000 đồng ở ba địa phương này. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, khung giá từ 53 cho đến 57.000 đồng phổ biến. Các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, giá heo hơi có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp như khu vực Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên hay khu vực Nam Định nhiều nơi ở khu vực Trung Du trong ngày hôm nay đi ngang với khung giá 54 cho đến 56.000 đồng như khu vực Thú Thọ, Thái Nguyên hay là đối với khu Bắc Giang. Các địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi, mức giá cao nhất là 57 cho đến 58.000 đồng, tuy nhiên cũng có những nơi chỉ báo giá 54.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay có xu hướng đi ngang, một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương khác. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, phổ biến khung giá từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Ghi nhận Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh không còn có sự chênh lệch nhiều so với các địa phương khác, phổ biến khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Định, Phú Yên cũng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg hay một số địa phương ở khu Tây Nguyên như Lâm Đồng, Gia Lai, Con Tum cũng phổ biến trong khung giá như vậy. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Hưng Yên có mức giá bình quân từ 54 cho đến 56.000 đồng. Ở phố cư của Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng. Khu vực Khoái Châu có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Bán chọn khu vực Tiên Lữ có mức giá 56.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Thái Bình có mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng, Hải Dương 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Ninh Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay, những dàn heo trọn bán loại 1 có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Ninh có mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55.000 đồng. Nam Định 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg ở khu Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 55.000 đồng. Ninh Bình có mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Bắc Ninh trong ngày hôm nay phổ biến dao động từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực lương tài của Bắc Ninh trong ngày hôm nay báo giá 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với Hà Nam có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Một số địa phương ở khu Trung Du như Thái Nguyên 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg cục đại từ có mức giá 54.000 đồng. Quanh khu vực Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên có mức giá từ 54 cho đến 55.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Phú Thọ có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận ở khu vực Hạ Hòa có mức giá giao động 54.000 đồng trên 1 kg. Cầm Khê 55.000 đồng. Đây là heo đẹp các bạn nhé. Còn heo xấu thì thường thấp hơn từ 1 cho đến 2 giá ở khu cẩm Khê. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 56.000 đồng. Các hộ chăn nuôi báo giá khu lục nam của Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá như vậy. Lạng Sơn 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cuộc Văn Quan và Chi Lăng trong ngày hôm nay báo giá 54.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mức giá dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng. cao bằng 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Văn Chấn của Yên Bái có mức giá 54 000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên có mức giá 54 cho đến 56 000 đồng. Trong khi đó Hòa Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc mai Châu của tỉnh Hòa Bình có mức giá 54.000 đồng. vực lạc sơn phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Sơn La có mức giá dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng. Đối với khu vực Lào Cai, một số hộ chăn nuôi báo giá đơn lẻ ở huyện Bảo Thắng có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm trên địa bàn huyện này ở tỉnh Lào Cai. Còn đối với khu vực miền Trung, Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số huyện trên địa bàn miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa thường có mức giá cao hơn 54 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Yên Thành, Diễn Châu, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Hà Tĩnh phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Quảng Bình 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá giao động từ 53 cho đến 54 000 đồng, Huế 53 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng và Quảng Nam có mức giá 53 cho đến 56 000 đồng, Bình Định 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong ngày hôm nay giao động mức giá 52 cho đến 55 000 đồng, Khánh Hòa bình quân 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, trên địa bàn Tây Nguyên, Đắk Lắk có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Lâm Đồng phối mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 53 cho đến 55.000 đồng. Gia Lai và Con Tum phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam duy trì mức giá cao, Đồng Nai phổ biến mức giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Bình Dương trong ngày hôm nay dao động khung giá từ 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh cũng có mức giá 57.000 đồng trong ngày hôm nay là cao nhất. Bình Phước phổ biến mức giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, bà Rịa Vũng Tàu cao nhất cũng đạt mức giá 57.000 đồng trên 1 kg. Không chỉ các tỉnh ở khu vực miền Đông có mức giá cao mà trong ngày hôm nay, một số địa phương ở thị trường miền Tây như khu vực Tiền Giang tăng 1.000 đồng trên 1 kg và ở mức 57.000 đồng là cao nhất. Bến Tre có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh giao động khung giá 56.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Bạc Liêu là địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Tây hiện nay khi địa phương này tiếp tục có sướng tăng thêm 1.000 đồng trên 1kg và ở mức 55 cho đến 58.000 đồng. Bởi những đàn heo đẹp, nhiều nơi báo giá khục giá rai của Bạc Liêu có mức giá lên đến 58.000 đồng. Khu vực Cà Mau có mức giá 57.000 đồng trên 1kg. Kiên Giang, những đàn heo siêu cũng bán mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Khu Cần Thơ và Hậu Giang trong ngày hôm nay cũng suy trì mức giá 57.000 đồng trên 1kg. An Giang 56.000 đồng, khu vực Vĩnh Long phổ biến mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp lên đến 58.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay, trong khi đó Long An có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi thường mà mình cho nó ăn một cái lượng vừa đủ đặc biệt là mình nhốt trong chuồng mà mình cho nó ngói một cái lượng vừa đủ thì đảm bảo một trăm phần trăm luôn nó sẽ ăn hết. còn giờ nó cạp một trái một chút một chút gì rồi nó bỏ. ô oh, con này ăn lục bình liệu rượu, rượu luôn trời. lục bình nó rất là thích ăn nha cả nhà. tại vì cái củ của nó nó cứng nó giòn ăn nó rất là ngon luôn nè nó cạp nè gà vài bữa mình thả bài gà kia ra hổm gà trời gió quá trời không dám thả ra lục bình này thì đơn giản thôi mình vớt ở dưới mương lên mình thả cho nó ăn con gà này làm như nó muốn bệnh ta thì có con gà đi bên